Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào các bạn. Hôm nay tôi lại làm một cái video để giới thiệu cho các bạn về một cái cây giống mới và giải đáp cho cái câu hỏi thắc mắc của các bạn là cây gió bầu là cây gì và cây gió bầu có phải là cây trầm hương hay không. Thì xin giới thiệu với các bạn, trên tay tôi đang cầm đây là cây cây gió bầu. Và cây gió bầu có phải là cây trầm hương hay không thì giới thiệu với các bạn là cây gió bầu là một cây tạo ra trầm hương. Và các bạn cũng biết được là cây trầm hương là một cái cây cái trầm hương thì đem lại một cái giá trị kinh tế rất là cao. Và chỉ có những người chơi trầm hương họ mới hiểu được cái giá trị tiềm năng đến từ những cái sản phẩm trầm hương. Chúng ta phải cũng biết được là hiểu sơ qua là trầm hương là có mùi phát ra rất là thơm và thường thường chúng ta được trồng ở trong nhà. Chúng ta thường để ở trong nhà, trong chùa và chúng ta có thể là để bên cạnh những cái bàn trà để chúng ta thưởng thức một cái vị trà, cái văn hóa trà tốt nhất. Các bạn nhìn trên tay tôi đây là một cây trầm hương. Cây trầm hương thì thuộc cây thân gỗ. Đấy các bạn nhìn ở đây. Cây này thì hiện nay đang được nhân giống tại trung tâm cây giống Tam Đảo và có chiều cao trung bình từ 30 đến 40 cm. Cây đang phát triển rất tốt và cây này được các kỹ sư lâm nghiệp của chúng tôi chăm sóc và theo dõi tình trạng sức khỏe thường xuyên, đảm bảo cho cái chất lượng cây giống xuất ra bên ngoài là những cái cây tốt nhất và cái cây khỏe nhất. Thì khi mà các bạn về trồng với một cái diện tích lớn và những cây giống này về các bạn trồng là đảm bảo tỷ lệ sống cao nhất cho các bạn. Thì các bạn nhìn ở đây, cây này thì hiện nay là lá của nó là rất là thuôn, dài và thường thường là những video trước tôi đã nói là mét lá thì bao rộng vậy. Cây gió bầu thường thường nó hay có cái gợn sóng biển như này. Đó. 2 mét lá lúc nào cũng vậy. Và cây này thì trung bình là thường thường là phải trên 10 cặp lá chúng ta sẽ xuất ra bên ngoài thị trường. Nếu mà cái cây dưới 10 cặp lá chúng ta trồng thì cái tỷ lệ nó sinh sống nó thấp hơn và trong khi đó là cái cây nó phát triển chậm hơn. Đó, để làm sao mà chúng ta có một cái kỹ thuật trồng tốt nhất và để được tư vấn một cái kỹ thuật trồng tốt nhất cho các bạn về cái cây gió bầu hay còn gọi là cái cây trầm hương thì các bạn nên chủ động liên hệ theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình để liên hệ trực tiếp với các kỹ sư lâm nghiệp của chúng tôi để được tư vấn đúng theo kỹ thuật về cái cây gió bầu trầm hương này. Thì hôm nay giải đáp cho các bạn về cái cây gió bầu này, nó chính là cái cây tạo ra trầm hương. Chúng ta trồng thu hoạch thì trung bình khoảng từ 7 đến 8 năm là chúng ta đã có thu hoạch được đến cái sản phẩm trầm hương rất là tốt và đem lại cái giá trị kinh tế rất là cao. Các bạn cũng biết là giá trầm hương bây giờ hiện tại bên thị trường thì chúng ta có thể là muôn vàn muôn vẻ, thế nhưng mà để chúng ta áp dụng trồng làm sao đúng khoa học kỹ thuật về cái cây gió bầu này thì các bạn nên chủ động liên hệ đến những cái trung tâm cây giống uy tín và có kinh nghiệm lâu năm, đặc biệt là chúng ta có thể áp dụng khoa học vào trồng trong cái cây trầm hương này để làm sao đem lại cái giá trị kinh tế cao nhất cho bà con. Một lần nữa, để liên hệ với chúng tôi thì xin mời các bạn liên hệ trực tiếp theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình hoặc có thể add Zalo để trực tiếp nhắn tin với các kỹ sư lâm nghiệp của chúng tôi tại trung tâm cây giống Tam Đảo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.